cửa hàng nhà bác đóng là dày dặn và đẹp. Và đây là lời cảm nhận của chú Tuấn chủ nhà. Lần thứ ba nhờ chú nhỉ? Đúng rồi ạ. Lần thứ ba. Lần đầu không hàng không nói, nhưng mà mỗi lần thứ ba. Lần thứ ba là biết rồi. Vâng. Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Và hiện tại là đang ở xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường. Vâng, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường. Nhà chú Tuấn. Chúng tôi đang đồ gỗ Tùng Tám đang về đây để thi công và lắp đặt cho nhà chú Tuấn một bộ cuốn thư câu đối. Vâng, hoành phi câu đối, và bên trong là được cuốn thư nằm trong khuôn viên của phi và mẫu mới của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám. Rồi bắt đầu đang ra bộ mẫu mới chất liệu gỗ vụn. Và hiện tại thì là đúng là 5 giờ chiều của ngày 11 tháng 1 năm 2021. Và thì chúng tôi đang về tại xã Thượng Trưng của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ, nhà chú Tuấn đấy, và để thi công lắp đặt bộ hoành phi câu đối chất liệu gỗ vụn. Còn trên hình ảnh quý vị đây là gian thờ của nhà chú Tuấn. Và bữa trước tôi đã bàn giao cho chú bao gồm sập, rồi thì là cắn án gian thờ, rồi trường kể. Và đây quá trình trường kể nó đang co ngót, là chúng tôi điều tiện về để xử lý luôn cho chú. Rất là đẹp không gian phòng thờ của chú đây. Hiện giờ là tối rồi, đang bật điện để thi công. Vâng, cũng như thường lệ, và ở bức hoành phi chúng tôi là chạm ba chữ Đức Liêu Quang. Câu đối bên tay phải của màn hình quý vị nhìn vào là vâng, chữ công đức thiên nhiên thịnh. Vâng, bên trái là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Còn thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu bộ hoành phi câu đối như của nhà chú Tuấn ở xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường này, thì xin lên cơ sở gỗ Tùng Tám nha. Và cơ sở ngay mà ở xã Văn Phúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và có số điện thoại là 0987 50 806. Chúng tôi là chuyên thi công lắp đặt đồ gỗ tự nhiên, các loại ám thờ, hoành phi câu đối, sập loại này, và sập ám da này, hoành phi câu đối. Đây là phòng thờ của nhà chú Tuấn đó. Và lần này cũng là lần thứ ba chúng tôi đã quay trở lại nhà chú Tuấn ở xã Thượng Trưng để lắp đồ gỗ. Và hai lần trước là sập ám da rồi thì trường kể đây, còn cũng như là lộc bình của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám rồi bàn giao này. Và lần thứ ba tiếp tục là bộ hành chi gỗ đối. Các bác chủ nhà cô xin lời cảm nhận là và như ý không hả chú Tuấn? Cửa hàng nhà bác đóng là dày dặn và đẹp. Và đây là lời cảm nhận của chú Tuấn chủ nhà. Lần thứ ba nhờ chú nhỉ? Đúng rồi ạ. Lần thứ ba. Lần đầu không hàng không nói, nhưng mà mỗi lần thứ ba. Lần thứ ba là biết rồi. Vâng, thế rất cảm ơn chú Tuấn nhé, đã tin tưởng và đã dùng đồ gỗ của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám cho tôi nhé.